Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, gia đình và fan Góc Nhìn Hoàng Duy Hùng, ngày 17 tháng 11 năm 2020. Sau khi làm những công việc xong, tôi đọc Messenger, thì có một người gửi cho tôi một câu hỏi. Nói rằng là, kính gửi luật sư Hoàng Duy Hùng, có một người tự xưng là luật sư, mà dư luận cho rằng đó là luật sư xạo, luật sư dỗm. Và dư luận cho rằng người ấy là kẻ ăn cắp tác phẩm, đạo văn vân vân. Thì người ấy nói rằng là anh Hùng giả vờ chứ không bao giờ có ly dị thiệt để làm chương trình EB5 kiếm tiền, lừa gạt người Việt Nam, đúng hay không? Thì tôi trả lời, đã nói là luật sư dỗm, luật sư tự xưng, thì làm sao có đủ khả năng để đi tìm hiểu sự thật? Khi mình đã nói rằng tự nói là luật sư dỗm, tự nói là luật sư tự xưng, thì làm sao có khả năng đi tìm sự thật? Vì khả năng của những luật sư thiệt, người ta sẽ tìm bằng cái cách đúng để biết ra sự thật. Còn thứ mà chạy bàn cho luật sư đó, mà tự xưng là luật sư đó, thì không hiểu được hết. Thứ chạy bàn cho luật sư, tự xưng là luật sư thì không đủ hiểu được hết. Cho nên tôi cười, tôi nói không, không có gì đâu. Thì nhắn qua nhắn lại, thì người ấy hỏi rằng là chứ nếu anh đã có phán quyết của tòa, anh có thể cho em xem được cho không? Anh có thể cho em xem được không? Tôi là con người ngay thẳng, muốn cho xem tôi cho xem, đâu có gì đâu mà sợ. Mà tôi phải cho nó, cho một người đó xem, mà tôi cho cả thế giới này biết, tôi rõ ràng đâu ra đó. Để nói lên rằng là cái tên luật sư dỗm kia bịa chuyện đặt điều không hiểu gì hết, đi kiếm chuyện tấn công ba cái chuyện lắc nhắc lặt vặt, tôi không thèm trả lời, tôi không thèm chú ý, thật sự như vậy. Những người mà tôi cho rằng là có lòng mà quan tâm với tôi, mà tôi gọi là fan á, mà hỏi tôi trả lời như vậy thôi. Thì xin quý vị hãy xem phán quyết sau cùng của tòa án, sự thật nó như thế nào. Sự thật nó như thế nào? Và kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, đây là phán quyết sau cùng của tòa án ở tại Texas, thưa quý vị. Cái vụ của chúng tôi thật sự đau buồn nhưng mà cũng phải công bố cho quý vị biết thôi. Tòa ký vào ngày 29 tháng 8 năm 2019, thưa quý vị. Tòa ký vào ngày 29 tháng 8 năm 2019, tức là cách đây hơn một năm. Tòa ký phán quyết sau cùng. Và đó, né tránh những cái thông tin cá nhân thưa quý vị, thì quý vị biết rằng là khi mà tòa ký đó, đây là mộc của tòa, mộc nổi. Mộc này không có giả được, thưa quý vị, mộc nổi. Họ tránh cái tình trạng là ăn giả tạo, thưa quý vị. Và mộc nổi này, quý vị xem từng trang mà đều có mộc nổi hết. Từng trang một đều có mộc nổi. Từng trang một đều có mộc nổi, không thể giả tạo được, thưa quý vị. Từng trang một đều có mộc nổi. Và đây không phải là một trang, thưa quý vị, là tới rằng là ít nhất là mấy chục trang, dày lắm, thưa quý vị, dày lắm. Dày lắm, thưa quý vị. Ít nhất là tới 20 mấy trang lận trời. Thưa quý vị, đây thấy không? Phải có đóng mộc như kiểu này, xong rồi ký tên, xong rồi là mộc nổi, đủ thứ hết mộc nổi. Thưa quý vị, làm sao mà giả mạo được hồ sơ mộc nổi? Đây là, thưa quý vị thấy không? Có mộc nổi đóng dấu đàng hoàng hết tất cả. Thế thì khi mà người ta đã là kiếm chuyện đó, và người ta đã không phải là người ngay chính,
thì người ta có thể bịa đủ thứ chuyện hết. Có thể là người ta không đủ khả năng để tìm hồ sơ. Đó là thường điều khiển cho thứ nhất. Thứ hai nữa là có thể người ta âm mưu làm cái chuyện gì đó. Chỉ cần tôi sơ hở một cái là người ta tìm cái thông tin cá nhân để kiếm chuyện. Vân vân và vân vân. Nhưng tôi đâu có bao giờ thèm trả lời những người tấn công tôi. Tôi chỉ trả lời những ai quan tâm về vấn đề của đất nước mà hỏi tôi. Mà những người đó, thí dụ là fan thật và cũng có thể là fan giả nữa. Không sao, tôi vẫn trả lời cách đàng hoàng, minh bạch, không giấu giếm. Thưa quý vị, đó là hồ sơ cá nhân về vấn đề gia đình của tôi. Thật ra một người đàn ông như tôi rất e ngại đưa ra những thông tin như vậy. Nhưng tôi chủ trương là tâm trong sáng, trí trong sáng thì hành động trong sáng. Mà hành động trong sáng rồi thì không e ngại bất kỳ một chuyện gì khác. Dầu rằng nó khơi lại những vết thương lòng rất đau đớn. Nhưng nó cũng nói lên rằng là cổ nhân ta có dạy. Không ai dạy mà đụng tới tiểu nhân. E ngại nhất không phải là quân tử. 1.000 quân tử không ai e ngại. Nhưng mà chỉ có một kẻ tiểu nhân. Nó kiếm chuyện, nó moi móc, nó đánh phá, nó làm đủ trò đủ kiểu hết. Những người quân tử biết xong rồi là ủng hộ, nhưng mà ủng hộ âm thầm, không dám nói gì hết. Còn tiểu nhân thì nó thù dai thù dẳng, ngày này sang tháng nọ, moi móc đánh phá. Như tôi kể câu chuyện là năm 1975 khi qua Mỹ, những trung sĩ y tá thì tự nhận là trung tá y sĩ. Khi người ta khám phá ra được rằng là có cái trò tự xưng như vậy, tự xưng chức phận không có. Và còn khám phá ra là ăn cắp, tức là đạo văn của nhà thơ Bùi Giáng. Thì những kẻ tiểu nhân đó căm thù kiếm chuyện ngày này sang tháng nọ. Những người mà chính nhân, tức là những người hiểu biết chuyện thì họ ngại không muốn dính vào. Đâu ai muốn dính vào cái khổ cho cái chuyện của mình khi nó không phải là sự chính đáng hay là gì đó. Họ nghĩ như vậy. Họ nghĩ không phải là chuyện chính đáng. Họ không muốn rước họa vào thân. Thì họ im. Thì kẻ tiểu nhân hay lộng hành bằng kiểu đó. Lộng hành. Tiểu nhân lộng hành là chỉ vì người ta thờ ơ với chính nghĩa. Người dân thờ ơ với chính nghĩa. Chứ nếu mà đó, ai cũng đồng một lòng hết mà lên tiếng thì chắc chắn những kẻ tiểu nhân sẽ phải bỏ cái thói tiểu nhân đó. Tôi nói thí dụ thôi. Ai xem clip á, không cần viết lời bình luận, chỉ cần bấm cái chữ like thôi thì nó sẽ khác nhau lắm. Tại vì sẽ có một số người chuyên môn là tiểu nhân á, là nhào vào là bấm cái chữ dislike trước đã, tính sau. Họ làm như vậy. Nhưng mà những người chính nhân quân tử không có làm. Nhiều khi xong đó là im. Sự thinh lặng của những người chính nhân quân tử rất là tốt, nhưng mà đôi khi nó cũng không có làm được những kết quả mà đất nước mong muốn. Những kết quả mà đất nước mong muốn. Nên những người mà hỏi tôi rằng là chứ là những người tự xưng chức này chức nọ, đã là tự xưng là dỏm rồi, là gian xảo rồi, thì lời nói của người đó nó không có cái gì mà để mà thuyết phục cả. Nếu người đó một hôm ra chứng minh là à, tôi đây bằng cấp tôi học ở đại học năm nào, tôi ra trường năm nào, tại sao tôi có cái bằng nào năm nào, đủ thứ hết á, thì mới tin. Còn đây đã là gian xảo rồi đó, thì cái kiểu nào cũng gian xảo hết. Gian xảo từ trong ruột mà ra. Gian xảo từ trong ruột mà ra.
Nhưng mà khổ có một cái đó là những người chính nhân quân tử im lặng thì vô tình để cho sự gian xảo đó có cơ hội lớn mạnh. Vô tình để cho sự gian xảo đó lớn mạnh. Đó là một điều đau lòng cho đất nước. Vì những kẻ gian xảo đó cứ tiếp tục mà lớn mạnh thì đất nước sẽ bị thiệt hại thôi, chuyện bình thường. Gian xảo cứ tiếp tục lớn mạnh và lộng hành vì sự thinh lặng của chính nhân quân tử. Và họ sẽ nói rằng là chứ thinh lặng là đồng lõa với tội ác. Thinh lặng là đồng lõa, tức là quý vị thinh lặng á, là đồng lõa với họ, đồng ý với họ. Nó cũng khổ thế. Thinh lặng là đồng ý với họ. Điều đó nó không trúng, nhưng mà họ cứ thích nói như vậy. Vì sao thưa quý vị? Là lúc mà Tổng thống Trump tranh cử đó, thì các thống kê và thăm dò dư luận là cánh tả là ủng hộ ông Biden rất là nhiều, thì họ nói rằng là ông Biden hơn Tổng thống Trump tới mười mấy điểm lận. Vì sao? Là vì những người mà ủng hộ là im lặng. Vì những người ủng hộ im lặng. Đó là vấn đề mà chúng ta cũng suy nghĩ và cân nhắc. Tôi không có... Chuyện của tôi làm. Chuyện của những người khác, họ muốn nói cái gì họ làm thì họ làm tha hồ. Tôi biết cái chuyện mà gọi là bản chất của con dòi thì nó phải là con dòi. Nó chỉ là rút rít trong cái đống đó. Nó là con dòi thì nó phải vậy. Thì tôi không bao giờ trả lời cho cái con dòi. Cho cái con dòi tôi không trả lời. Nhưng tôi trả lời cho những người có quan tâm và hỏi tôi về những người đó, có thể là fan thiệt, cũng có thể là fan giả. Có thể là fan thiệt, cũng có thể là fan giả. Xem thử có một bất kỳ một sơ hở nào của tôi không, tôi cũng hiểu chuyện đó chứ. Tôi hiểu chuyện đó chứ. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là con người có dưỡng tâm, dưỡng trí thì có tâm trong sáng, trí trong sáng thì hành động trong sáng. Không có gì mà sợ. Chuyện cá nhân của mình, nó đã lỡ rơi vào vòng xoáy của đất nước thì hãy để cho vòng xoáy của đất nước, tức là dư luận trả lời, dư luận quan chúng trả lời. Nên tôi cũng bạch hóa thông tin của tôi. Bạch hóa, đâu có sợ. Bạch hóa hết. Chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán thính giả theo dõi với tôi. Gia đình và fan Góc Nhìn Hoàng Duy Hùng. Chiều tối ngày 17 tháng 11 năm 2020. Và xin hẹn gặp quý vị trong chương trình sau.